Ta bữa nay là mạnh nha. Không có chuyện mà dân dưỡng đâu nha. Rồi, em đi. Ông lên đây để mấy rồi mấy cầu rồi chỗ rồi nói anh em rồi nói đủ thứ. Đó. Đó. Thank you.
không nhìn ăn, không uống chi ly, không làm gì hết. Không không chườm đá đấy. Không chườm đá. Thôi được rồi, thì sao hết bình thường. Rồi, xong rồi, gì nữa? Còn bài gì nữa không? Dũng chứ. Hồi nãy em thiếu cái bài mà làm sắp á, kẹp hai chân, đè rồi gối xuống, bị chồng làm sắp lại. Chân làm sắp lại. Không thực hiện thì đó sao hết bình thường. Chữa bệnh đó là phải là theo y lệnh của thầy thuốc này, không nghe lời hết. Rồi nắm hai phải. Nắm hai cái cổ chân ép vô không, hai cổ chân, rồi một cái nữa, rồi hai cổ chân, hai cổ chân đưa lên khoáng khoáng ép trước hả? Không không không, đây là ép chân trước. Nắm hai cổ chân, nắm đi đây nè, lấy lên, nắm hai cổ chân nè, mẹ đi mẹ về lên Đắk Lắk về gặp mấy gái mình nuôi quên mẹ nữa. Ép ra đi, ép vô đó, cái này không ngon lành rồi. Rồi cầm hai cái bu bà bằng chân ép vô, hai bu chân đó ép sát vô, ép xuống vô mạnh vô đó. Rồi được rồi, rồi ép được rồi, nằm xuống. Không, chưa. Gà chân vô. Rồi, gà chân vô, đó. Rồi, gà chân vô. Rồi, ép vô. Đi có mấy bữa người ta dừng nó rung cái chân. Rồi, ép vô. Đó. Đó, mình làm cái thế này không được, không giọt đâu được. Cái nữa. Không có biết gì chút chưa đâu. Làm xuống. Rồi lên luôn, đúng rồi. Xích, đó, lên luôn. Đó, vậy đó. Quá sướng. Rồi, đúng rồi. Cho ông đứng dậy, giật tay rồi kéo trỏ đi. Rồi, đứng dậy. Không đứng dậy cho mạnh lẹ lên, tấn niên mà. Đấy, cái tội không đốt, không đốt không khí. Đấy. Không có thực hiện nữa là đâu mà. Rồi. Nằm mình chút xíu hả? Cái gì? Hay gì đâu, tập không đau. Mình làm cho đau mà hay. Đau rồi hết ra. Anh vậy đó, anh vậy á. Cái bụng anh không có vậy đâu mà anh vậy. Đau ít nhất là 3 cho tới một tuần đấy. Hôm nay nó dẻo rồi. Dạ. Hôm bữa đầu nó chín hết. Bữa này nó dẻo rồi. Nhìn là biết. Bữa nay nó dẻo rồi. Bữa nó cứ đường mà nó đau hơn bữa nay. Như thế nhé. Bữa nay nó dẻo. Giờ làm biếu lần này là mạnh tới bà mà không vui. Rồi bút cho ông phát đi. Rồi, được rồi. Phải chăm chỉ cái đó mới được. Rồi, làm xong.
phải những cái vấn đề là mê mối. Bởi vì cái bạn của ông là ông lo chứ bạn ai ai lo. Người ta chỉ là phải làm cho đúng rồi. Ông lo chứ về nhà uống mà thầy. Góc vô lên, tôi sau lên. Đừng có hứa, đã giá. Người ta gọi là mặc cả với sinh mạng của mình á. Đúng rồi. Thấy không? Rồi, đừng có nói nữa. Làm thêm đi. Làm sạch chưa? Dạ. Dạ. Rồi nằm nghiêng qua đây. Rồi cho bước xuống đây, bây giờ chạy rồi. Nó chưa chưa rồi, quay đầu qua đây. Đưa chân qua đây. Chạy nằm qua đầu qua trên. Rồi nằm xuống. Dừng nó lại, hỏi hết sống của người dưới trong người. Dạ chứ có. Ông để chứ nó ngồi vậy. Rồi xuống. Chạy đi. Đi về luôn á, về nhà luôn á. Rồi xuống. Không dám vô đây nữa. Rồi đứng dậy. Chị vô trở lại cảm ơn thôi. Ừ. Rồi đi đánh đi, cho ông chạy qua đi. Đó. Giờ đi ngon lành rồi. Bây giờ vừa luôn. Rồi. Khỏe rồi. Rồi bây giờ nào ông dở chân lên đi, ông dở chân cao lên đó. Nữa. 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 Đó, thấy bà. Đó. 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 Mọi người thấy cái chân không lên, dơ lên, ok, khá hơn được chưa? Em. Không, dơ, cảm ơn. Giờ chạy đi. Chạy sốc cho lên, đừng ngán như đó, ơi. Hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853 823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.